Xin chào các bạn đến với bản tin Vlog bóng đá của chúng tôi. Sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Huỳnh Như lập cú đúp trong chiến thắng 5-1 của đội tuyển nữ Việt Nam. Tối ngày 5 tháng 4 giờ Hà Nội, tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng trước Nepal ở vòng loại thứ nhất Olympic Paris năm 2024. Những cầu thủ ghi bàn là Phạm Hải Yến, Huỳnh Như cú đúp và Nguyễn Thị Thanh Nhã. Bàn thắng còn lại của đội khách đến từ một pha đá phạt lưới nhà sau khi Nguyễn Thị Bích Thùy dứt điểm. Bên kia chiến tuyến, Savitra Brandi là người lập công. Trong hiệp 1, tuyển nữ Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Phút 11, Tuyết Dung có một pha xử lý khéo léo bên cánh trái. Sau đó, cô tung được tạt bóng vào trong để Hải Yến bật cao đánh đầu, mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam. Phút 35, Huỳnh Như dứt điểm đưa bóng trúng tay đối thủ trong vòng cấm, mang về quả đá phạt đền cho đội tuyển nữ Việt Nam. Sau đó, tiền đạo quê Trà Vinh tận dụng thành công, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 37. Chỉ một phút sau, Bích Thùy mang về bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển nữ Việt Nam khi dứt điểm quyết đoán khiến hậu vệ đối phương phản lưới. Tuyển nữ Nepal cũng có một số cơ hội ghi bàn, chủ yếu đến từ các khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng thủ Việt Nam. Tuy nhiên, do dứt điểm thiếu sắc bén, đội chủ nhà không thể làm rung mảnh lưới của thủ môn Không Thị Hằng. Đầu hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam sớm có thêm bàn thắng. Phút 48, sau đường tạt bóng chính xác từ biên trái của Hoàng Thị Loan, Huỳnh Như đánh đầu cận thành, đưa bóng vào góc xa khung thành. Thủ môn Nepal không kịp phản xạ ở tình huống này. Từ lúc này, tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi chậm để giữ sức. Ngoài ra, huấn luyện viên Malik Chung cũng cho một số trụ cột nghỉ ngơi. Vì thế, Nepal có cơ hội để vùng lên. Tuy nhiên, mãi đến phút 80, đội chủ nhà mới có bàn rút ngắn tỷ số. Hoàng Thị Loan đã để mất bóng ở giữa sân để Nepal tổ chức phản công sắc bén. Từ một đường chọc khe thông minh của đồng đội, Bandari băng xuống dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Không Thị Hằng. Bàn thắng này cũng không mang nhiều nghĩa với Nepal. Đến phút 90+1, Thanh Nhã có cú sút rất xa bằng chân trái đưa bóng vào góc cao khung thành, ấn định chiến thắng 5-1 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Với kết quả này, đội tuyển nữ Việt Nam tràn trề cơ hội vào vòng loại thứ hai Olympic Paris năm 2024. Hai đội sẽ tái đấu vào ngày 8 tháng 4. Tuyển nữ Việt Nam cùng bảng Philippines, Myanmar ở SEA Games. Kết quả bốc thăm môn bóng đá nữ SEA Games 32 đưa đương kim vô địch Việt Nam vào bảng A với đối thủ Philippines, Myanmar, Malaysia và Indonesia. Trong khi đó, bảng B với chủ nhà Campuchia ở vị trí B1 chỉ có 4 đội là Thái Lan, Singapore và Lào. Buổi lễ bốc thăm hai môn bóng đá nam SEA Games diễn ra vào chiều ngày 5 tháng 4 ở sân vận động Morodok Techo. Ban tổ chức chủ nhà chủ động chỉ định nhóm hạt giống số 1. Thông thường chủ nhà sẽ nằm ở vị trí A1. Nhưng lần này, đội đương kim vô địch lại nằm ở bảng A. Bảng A được dự báo là sẽ gây nhiều khó khăn cho các ứng cử viên tranh huy chương vàng như Việt Nam, Philippines và Myanmar. Thế cho huấn luyện viên Malik Chung sẽ thi đấu nhiều hơn các đội ở bảng B một trận. Môn bóng đá nữ sẽ thi đấu từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 16 tháng 5 tại hai địa điểm ở Phnom Penh là sân Army, sức chứa 8.000 chỗ ngồi và Smart Resien, 5.000 chỗ ngồi. Hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đang có mặt ở Nepal để dự vòng loại thứ nhất Olympic Paris năm 2024. Họ sẽ thi đấu 2 trận với đội chủ nhà để tìm suất vào vòng loại thứ hai. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!